Trong nhiều năm qua, thanh long luôn là loại cây ăn quả đứng trong top 10 loại cây ăn quả xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho bà con nông dân và ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, thời gian qua, diện tích trồng cây thanh long ở nước ta không ngừng được mở rộng. Nếu những năm 2000, diện tích trồng thanh long cả nước chỉ khoảng 5.500 hectare, thì đến năm 2019, diện tích canh tác đã lên đến trên 68.000 hectare, với sản lượng ước đạt khoảng 1,2 triệu tấn. Để cây thanh long ra hoa, ra quả vào mùa đông, mùa mưa hàng năm, người trồng thanh long đã ứng dụng biện pháp trong đèn để kích thích thanh long ra hoa trái vụ. Điều này cũng đã giúp sản lượng thanh long cả nước tăng mạnh. Trước đây, do thói quen sử dụng bóng đèn sợi đốt để thắp sáng, mỗi hecta sử dụng trung bình 1.200 đèn. Công suất đèn thường sử dụng từ 40 đến 60W hoặc đèn halogen 42W. Thời gian trong đèn từ 15 đến 25 ngày, mỗi ngày từ 8 đến 10 tiếng. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ là rất lớn, khoảng 14.400 kWh mỗi hecta một đợt trong đèn. Năm 2016, công ty Rạng Đông nghiên cứu sản xuất thành công đèn compact ánh sáng đỏ chuyên dụng với công suất 20W thay thế bóng đèn sợi đốt và được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, công suất tiêu thụ 20W một đèn vẫn còn rất lớn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo đèn LED chuyên dụng tiêu tốn ít điện năng và xây dựng giải pháp chiếu sáng thích hợp, hiệu quả, tiết kiệm cho cây thanh long sẽ mang lại cơ hội nâng cao hiệu quả kinh tế hết sức to lớn cho bà con nông dân. Nắm bắt nhu cầu của bà con nông dân, năm 2018, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cùng đội ngũ các nhà khoa học của mình đã triển khai thành công đề tài khoa học, nghiên cứu thiết kế, chế tạo đèn LED chuyên dụng và xây dựng quy trình sử dụng hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong điều khiển ra hoa cây thanh long. Với mục đích đưa công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED vào chiếu sáng kích thích ra hoa cho cây thanh long nói riêng và phục vụ các loại cây trồng khác. Đối với cây trồng thì cái việc thay đổi phổ là rất quan trọng. Tại vì là mỗi một đối tượng cây, mỗi một loại cây, đặc biệt là trong một đối tượng cây thôi nhưng mà mỗi giai đoạn phát triển của cây thì nó lại cần cái phổ ánh sáng, tỷ lệ phổ khác nhau, cái phổ ánh sáng khác nhau, màu khác nhau. Có cây thì cần rất là cao cái tỷ lệ ánh sáng blue, red, và có cây thì cần cái phổ ánh sáng fluorescent, đặc biệt hay là còn có cái phổ ánh sáng dẫn là green, yellow. Đấy thì tức là dựa vào cái tính năng, cái đặc điểm đấy thì chúng tôi đưa ra một cái đèn, các loại đèn chuyên dụng cho từng đối tượng. Theo nghiên cứu khoa học, thanh long là loại cây dài ngày. Tại Việt Nam, cây chỉ tự ra hoa rộ vào thời điểm tháng 4 đến tháng 9. Từ tháng 10 đến tháng 3 là mùa đông, mùa mưa, ngày ngắn, cây sẽ không tự ra hoa. Để kích thích cây ra hoa, ta phải chiếu ánh sáng chuyên dụng có 3 đỉnh phổ là ánh sáng xanh dương, có bước sóng 450 nanomet, ánh sáng đỏ có bước sóng 660 nanomet và ánh sáng đỏ xa có bước sóng 730 nanomet. Chiếu sáng theo quang chu kỳ kéo dài ngày hoặc ngắt quãng đêm dài thành 2 đêm ngắn. Từ việc chế tạo thành công đèn LED có phổ ánh sáng chuyên dụng có công suất tiêu thụ chỉ còn 9W kết hợp với chiếu sáng theo quang chu kỳ, đơn vị này đã xây dựng thành công quy trình trong đèn kích thích ra hoa cây thanh long bằng công nghệ đèn LED, tiết kiệm 50 đến 60% điện năng so với đèn sợi đốt, đèn compact thông thường mà vẫn cho kết quả ra hoa, ra quả tương đương. Quan trọng nhất là khi nghiên cứu ra cái đèn mới, nó cho khả năng là kích thích ra hoa tốt, nhưng mà vấn đề là phải một vấn đề đặt bài toán đặt ra rất là quan trọng nữa là phải là cái điều kiện về kinh tế, tức là cái giá thành. Tức là kích thích ra hoa tốt so với các loại đèn truyền thống, các loại đèn khác đã có trên thị trường, nhưng cái giá thành phải rẻ, phù hợp với cái điều kiện của dân, những người trồng thanh long, và cái bài toán đầu tư là phải hiệu quả cao đối với người dân, thì lúc đấy cái khả năng nhân rộng mới tốt. Bên cạnh việc nghiên cứu ra các sản phẩm mới, đơn vị cũng đã xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng đèn LED trên cây thanh long, sau đó thực hiện thử nghiệm tại nhiều vùng trồng thanh long trên cả nước. Theo đó, bà con nông dân tiết kiệm được 60% chi phí điện so với dùng bóng đèn tròn sợi đốt 60W, bóng đèn halogen 42W và tiết kiệm được 50% chi phí điện so với đèn compact thường. Ngoài ra, qua việc đối chiếu thử nghiệm giữa hai diện tích thanh long được chăm sóc như nhau nhưng sử dụng hai loại bóng chiếu sáng khác nhau,
thì bóng đèn LED, ánh sáng đỏ cho kết quả ra hoa cao hơn từ 20 đến 25%. Trung bình một vụ có 25 đến 28 cành hoa. Cái thứ nhất là cái bóng full thì là nó tiết kiệm được là hơn 50% điện là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi mà tôi so sánh giữa cái bóng full và cái bóng đầu tiên của con mắt của rạng đông thì là hai cái là khi mà mình chăm trong một thời điểm và mình rút đèn trong một thời điểm thì là hai cái hiệu quả nó là tương đương với nhau. Thì là cái ưu điểm là tức là mình đã lợi được cái tiền điện. Cái thứ hai là cái bóng full này là khi mình thao tác mình làm trên vườn ấy, thì là có cái sự qua đập ấy, thì là nó không bị bể. Qua cái thực nghiệm so sánh giữa bóng này, bóng full này và các cái bóng truyền thống trước đây, bóng đỏ và bóng vàng, thì thấy thứ nhất cái là độ bền của bóng nó cao hơn vì là bằng mica, do đó rớt xuống có thể không bị bể. Cái thứ hai là cái ánh sáng, lúc thắp đèn lên thì ánh sáng của nó là nó sáng hơn, độ sáng sáng hơn rất là. Và cái thứ ba đó là cái lượng điện nó nhẹ và nhẹ hơn bằng một nửa so với bóng truyền thông thường. Cái này có 9W còn cái đến 20W. Và cái thứ tư là cái lượng bóng nó cũng ra tương đối bằng hoặc hơn so với mình rải đều hơn so với các bóng thông thường. Với những hiệu quả thiết thực mang lại, quy trình kỹ thuật sử dụng đèn LED điều khiển ra hoa thanh long của đơn vị đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt. Hiện nay thì chúng tôi đang cũng có 3 cái tiến bộ kỹ thuật mà chúng tôi đang làm hồ sơ và để đăng ký với Bộ Nông nghiệp của chúng tôi. Đấy là cái đăng ký tiến bộ kỹ thuật cho cái đèn LED hoa cúc, đèn LED chuyên dụng trồng cho trồng cây dược liệu, trồng cây rau mà có cái tính năng đa năng, có nghĩa là có thể linh hoạt thay đổi cái tỷ lệ phộp để làm sao nó phù hợp với từng cái đối tượng cây dược liệu khác nhau, từng loại cây rau khác nhau và từng giai đoạn. Khi sử dụng đèn LED chiếu sáng kích thích ra hoa trên cây thanh long, bà con cần lưu ý độ cao treo đèn lý tưởng để phân bố quang năng tốt nhất lên cây thanh long là từ 1m đến 1,3m đối với thanh long ruột trắng, từ 0,7m đến 1m với thanh long ruột đỏ. Kỹ thuật chiếu sáng ở giai đoạn đầu vụ từ tháng 8 đến tháng 9 và cuối vụ khoảng tháng 2 đến tháng 3, do thời điểm này nhiệt độ ban đêm vẫn còn ở mức độ cao, trung bình khoảng 23 đến 25 độ C, thời gian chiếu sáng khoảng 12 đến 15 đêm một đợt, thời gian trong đèn 8 giờ một đêm. Giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11, nhiệt độ xuống thấp dần, thời gian chiếu sáng khoảng 16 đến 18 đêm một đợt, thời gian trong đèn từ 8 giờ một đêm. Giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 1, khi nhiệt độ ban đêm xuống thấp khoảng 22 đến 23 độ C, thời gian chiếu sáng khoảng 18 đến 20 đêm một đợt, thời gian trong đèn 8 giờ một đêm.